190 Về hạt giống Về hạt giống thì có hai điều cần phải học hỏi Tàu Đại Dương Chậm đang nghe đây Dân Thứ nhất, hạt giống thường nhỏ, ít mà thâu hái kết quả bao giờ cũng lớn, nhiều Tương tự vậy, một vị tỳ khư khi thọ trì những điều học Đừng coi thường những nhân phạm tội dù rất nhỏ, ít vì kết quả của nó sẽ rất lớn, có thể tác hại phạm hạnh trọn đời của vị sa môn. Và cũng chính nhờ ngăn giữ những điều học nhỏ và ít ấy mà kết quả sẽ thành tựu viên mãn sa môn hạnh rất cao thượng, rất cao quý sau này. Thứ hai, hạt giống ấy nếu được gieo xuống một thửa ruộng, được chuẩn bị tốt về nhiều mặt như cây bừa kỹ, nước và phân đầy đủ, thì hạt giống ấy sẽ sanh trưởng rất mau lẹ xanh tốt đơm hoa kết quả viên mãn tương tự thế thửa ruộng chính là tâm của vị tỳ khưu phải được chuẩn bị tốt về nhiều mặt có đức tin trong sạch vắng lặng ở nơi chỗ yên tĩnh thì hạt giống tứ niệm xứ sẽ dễ dàng phát triển xanh tốt đơm hoa kết quả thánh đạo đúng như đại đức A nậu Đà La đã thuyết, gieo hạt giống xuống đám ruộng tốt, phân nước đầy đủ, kết quả thu hái sẽ làm vừa ý người chủ ruộng. Cũng như vậy, gieo hạt giống tứ niệm xứ vào tâm của một hành giả có trạng thái tâm tốt, trong sạch, thanh tịnh, ở nơi vắng lặng, thì đạo quả thánh nhân sẽ phát triển rất mau lẹ, sẽ đơm hoa kết quả như ý nguyện. 191 Cây sala xa la xanh tốt Một chi của cây sala xa la xanh tốt là thế nào hỡi Đại Đức? Tâu, vì Ngài Rahula có thuyết với Đại Ý rằng Sở dĩ có cây sala la phát triển sung mãn, xanh tốt, thân cây chọc thủng lên trời cao một trăm hát tay, xòe tán rộng vững chãi cành nhánh, to mạnh, lá xanh tốt tươi làm gì rễ nó đâm sâu trong lòng đất Rễ dương dài trong đất đến 100 hát tay Bậc hành giả tu tập cũng vậy Muốn đạt được thành quả cao siêu Thì cũng phải đâm sâu vào lòng đất Dương dài trong lòng đất Đất ấy chính là ở nơi chỗ thành vắng Có đức tin, nội tâm trong sạch và an tĩnh vậy Thưa Trạm Đa Hiểu 192 Về chiếc thuyền Đại Đức Na Tiên nói Về chiếc thuyền thì có ba điều tâu đại vương Dân, cho trẫm nghe Điều thứ nhất Một chiếc thuyền được gọi là tốt Có thể vượt được biển khơi Thì chiếc thuyền ấy phải được đóng bằng loại gỗ tốt Chắc bền, sắt thép tốt, nhựa tốt, vân vân Nói chung là mọi vật liệu phụ tùng đều phải hoàn bị có được chiếc thuyền như thế mới đưa được người, vật đến nơi an toàn. Một vị tỳ khưu cũng y như thế, chuẩn bị tốt cho mình về hạnh kiểm, giới đức, pháp học, pháp hành, trí tuệ, vân dân. Mới có khả năng tự cứu độ mình, đưa chúng sanh, người, trời, vượt thoát khỏi đại dương sinh tử. Điều thứ hai, chiếc thuyền ra khơi dĩ nhiên là phải sẵn sàng chịu đựng mọi phong ba bão táp phải đương đầu các bãi đá ngầm, dòng nước xoáy, vân dân. Tương tự thế, vị tỳ khư cũng phải sẵn sàng chịu đựng mọi sóng gió phiền não, những cạm bẫy, những hệ lụy phát sanh từ lợi lộc, danh vọng, lời khen, sự cung kính, lễ bái, tứ sự cúng dường, vân dân. Điều thứ ba, ra khơi, chắc hẳn thuyền phải đi qua những vực nước sâu, đầy những cá sấu, thuồng luồng, cá mập hung dữ như thế nào cũng không nên sợ hãi không thể sợ hãi cũng vậy vị tỳ khưu nắm chắc tứ diệu đế thấy rõ tứ diệu đế đồng thời phải thấy rõ biết rõ ba luân mười hai chuyển và phải quân tập ba la mật khả dĩ vượt qua tất cả các hành mà không sợ hãi không thể sợ hãi đấy là tất cả ba chi về chiếc thuyền tâu đại Dương. Cảm ơn Đại Đức. 193. Về ghe thuyền dính đá ngầm. Xin Đại Đức cho nghe về trường hợp ghe thuyền dính đá ngầm. Thế nếu thuyền dính đá ngầm, thì tình trạng nó ra sao hả Đại Dương? Thừa ghe thuyền mà dính đá ngầm rồi, thì không tới không lui được. Tàu dân khi tâm của một hành giả đã diệt thảy tất cả mọi tà tư duy, đã làm cho yên lặng luyến ái sân hận, đã phá vỡ si mê rồi, thì tâm ấy sẽ trạm nhiên, bất động, thanh tịnh, sẽ ở yên một chỗ, chẳng còn sao động, chẳng còn lăn xăng đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, chỗ khác nữa. Dần dần, còn điểm nào nữa không hỡi đại đức? Tâu còn hai điểm nữa. Là khi thuyền dính đá ngầm rồi, hẳn là thuyền phải chìm xuống. Cũng thế, một hành giả khi tâm đã trạm nhiên, thanh tịnh, bất động rồi, sẽ từ từ chìm lắng vào trong Pháp. Khi tâm đã chìm lắng trong Pháp, vững chắc trong Pháp, thì không gì có thể lay động được nữa. Đúng như Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết, Thuyền khi chìm trong biển thì không có gì lay động được. Một vị tỳ khưu tâm đã chìm vào trong pháp rồi, những lời lộc danh vọng khen tặng vân vân chẳng thể làm cho dao động được. 194. Về cột buồm. Còn về cây trụ buồm, Thưa đại đức nó liên hệ gì với sa bông hạnh? Tâu Cây trụ bườm sở dĩ nâng được lá bườm to nặng là do bản thân nó kiên cố, vững chắc. Đồng thời có sự liên kết đồng bộ bởi dây neo chắc bền, các trụ phụ, dây rầm rọc để kéo, dần dần. Tương tự thế, một vị tỳ khưu sở dĩ nâng đỡ được pháp hành cao thượng thành tựu sa môn hạnh thiên liêng là do tâm và tuệ của vị tỳ khưu ấy vững chắc đồng thời nhờ sự hỗ trợ thường trực của chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác khi đi tới đi lui, lúc ngồi nằm, đắp y vai trái, tăng già lê, lúc ôm bác khất thực, lúc uống nước ăn cơm, lúc đại tiện tiểu tiện, khi đang nói, lúc im lặng, dần dần, đúng như đức thiện tuệ đã thuyết này các thầy tỳ khưu, các thầy phải thường trực chánh niệm tỉnh giác hãy bổ túc sa môn hạnh bằng chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác chính là giáo huấn tinh túy của giáo pháp Như Lai. 195. Về người cầm lái thuyền. Thưa đại đức, về người cầm lái thuyền thì có ba chi, mong đại đức cho nghe luôn thể. Dân. Thứ nhất, người cầm lái thuyền phải cẩn trọng, cẩn thận, tỉnh thức chú ý đúng hướng tâm đúng để dẫn con thuyền đến nơi an toàn tương tự thế vị tỳ khư phải cẩn trọng thận trọng tỉnh thức hướng tâm đúng chú ý đúng để dẫn mình đến nơi hạnh phúc tối thượng là niết bàn đức thế tôn có dạy rằng các thầy chớ nên dễ vui giải đãi mà hãy tinh cần nỗ lực tỉnh thức kiên trì để giải thoát tâm ra khỏi mọi phiền não như con tượng dương dù bốn chân bị dính chặt trong bồn vẫn cố nỗ lực kiên trì để thoát ra điều thứ hai người cầm lái thường biết đành rẽ nơi nào có đá ngầm nơi nào có nước xoáy nơi nào có dòng nghịch lưu vân vân để biết cách tránh né chuyển phương chuyển hướng vị tỳ khưu nào có khác gì phải biết rành rẽ chỗ này nguy hiểm, nơi kia không nguy hiểm. Điều này tốt, điều kia xấu. Cái này tội, cái kia không phải tội. Người này nên thân cận, kẻ kia không nên gần gũi. Pháp này cao thượng, pháp kia là hạ liệt, dân dân. Để tránh né đúng, diễn ly đúng, hướng tầm đúng, dân dân. Điều thứ ba người cầm lái hàng điều chỉnh kim vận tốc, kim phương hướng. Tự tay mình điều chỉnh các loại kim đồng hồ, chứ không dám tùy tiện giao phó cho ai. Các vị sa môn cũng y như thế. Phải tự động điều chỉnh tâm mình, ý mình, phải tự thu thúc, điều chỉnh lục căng, cẩn thận cả tầng suy tư, niệm tưởng, để khỏi rơi vào tà tư duy, ác tưởng, tạp tưởng. Chứ không thể nhờ cậy ai phó thác cho ai. Đức Phật cũng có dạy trong kinh Samyutta rằng, Này các thầy tỳ khưu, các thầy đừng tư duy đến các điều ác, bất thiện pháp. Vì ác, bất thiện là có tội báo. Những ác tư duy, những bất thiện tư duy ấy là gì? Đó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đấy là ba chi về người cầm lái thuyền Tâu Đại Dương. Rất rõ. Cảm ơn Đại Đức. 196. Về người làm công Về người làm công thì phải biết chăm lo công việc của mình. Người làm công muốn nhận được tiền công xứng đáng, muốn nhận được sự khen thưởng thì phải siêng năng, cần mẫn, chăm lo từng công việc, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, từ ngoài vào trong dần dần một vị tỳ khưu muốn được quả vị xứng đáng muốn được phần thưởng tôn dinh cao quý là niết bàn phải biết chăm lo bổn phận của sa môn các công việc thường xuyên như quán thân là bất tịnh quán thân chỉ là đất nước lửa gió hoặc thực hành chỉ tịnh quán minh dần dần mỗi mỗi tỳ khưu phải làm cho tốt làm cho thiện xảo dần dần để thoát khỏi sanh già bệnh chết, thoát khỏi sầu bi ưu não vân vân. Đúng như Tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết, các thầy phải thường xuyên quán tưởng thân để thấy rõ sự thật về thân. Khi thấy rõ sự thật về thân rồi thì các thầy sẽ diệt tận mọi nỗi khổ đau trên trần thế. Trẫm đã hiểu thừa đại đức 197 Về biển cả Tâu Đại Dương Biển cả có năm đặc tính, năm điều cần phải ghi nhớ. Chắc Đại Dương đã hiểu rõ, không cần phải giải bày phải chăng? À, có thể chẳng đã hiểu rồi. Năm điều của biển cả là để dựng xác chết bất tịnh lên bờ. Biển chứa trong lòng nó những loại ngọc quý báu, nơi cư trú của nhiều loại động vật thực vật, luôn luôn đầy nước không bao giờ tràn bờ. Có phải thế không, Đại Đức? Phải rồi. Nhưng Đại Dương liên hệ tương quan năm điều ấy với phẩm hạnh sa môn như thế nào? Thưa dân, năm điều trên tương quan với năm điểm của sa môn như sau. Thứ nhất, tâm của một tỳ khưu luôn đẩy những tham lam sân hận, si mê, ngã chấp, bạc nghĩa, quên ơn, bỏng sẻn, ganh tị, điệu bộ, khoe khoang, kiêu ngạo, nói dối, trượt hạnh, dân dân, ra bên ngoài. Tâm ấy luôn luôn bảo vệ sự thanh khiết cho mình. Thứ hai, tâm của vị sa môn hằng cất giữ những pháp quý báu như thiền định, quán minh, thần thông, đạo quả, dân dân. Thứ ba, tâm của vị sa môn là nơi cư trú của những thiện pháp như tri túc, thiểu dục, tạm quý, nhẫn nại, tinh tấn, đức tình từ bi hỷ xã dân vân thứ tư tâm của vị sa môn luôn đầy đủ học giới dù bị đe dọa sanh mạng cũng không để cho học giới của mình bị khiếm khuyết thứ năm tâm của vị sa môn không bao giờ tự mãn rằng kiến thức hiểu biết của mình đã đầy đã đủ nên vẫn chăm chuyên nghe chú giải học ba ly kinh bổn sanh di diệu tạng dân vân năm điều ấy của sa môn khả dĩ so sánh với năm tính chất của biển phải vậy không đại đức Tâu dừng chính xác lắm đức du milanda lại hỏi tiếp đại đức còn nhiều ví dụ về sa môn hạnh lắm phải không dân còn rất nhiều đại đức có thể liệt kê tiêu đề cho nghe được chăng được vậy đại dương hãy nghe sa môn hạnh còn có thể được ví với những điều sau đây năm điều của quả đất năm điều của nước năm điều của lửa bốn điều của gió năm điều của núi năm điều của hư không năm điều của mặt trăng sáu điều của mặt trời ba điều của trời đế thích bốn điều của vua chuyển luân một điều của con mối hai điều của mèo một điều của chuột một điều của bò cạp một điều của trồn, hai điều của chó rừng ba điều của bò hai điều của heo năm điều của voi bảy điều của sư tử ba điều của dịch nước hai điều của chim venakhika một điều của chim sẻ hai điều của chim cu một điều của con rít hai điều của con dơi, một điều của con đĩa, ba điều của con rắn, một điều của con trăng, một điều của nhện văn lưới, một điều của trẻ ngậm vú mẹ, một điều của rùa vàng, năm điều của rừng già, ba điều của cây đại thọ, năm điều của mưa, ba điều của ngọc mani, bốn điều của người săn thú, hai điều của người câu cá, hai điều của người thợ bào một điều của người thợ gốm hai điều của con quả, ba điều của cái dù ba điều của ruộng hai điều của thuốc trị rắn độc ba điều của vật thật bốn điều của người bắn cung nghe đến ngang đây đức vua milan đà nói vậy là quá nhiều rồi thưa đại đức có thể trong số ví dụ ấy trẫm đã được nghe vài lần rồi nhưng mà vì lợi ích cho phần đông để đức bi mẫn nói lại lặp lại cũng không sao trẫm sẵn lòng rửa tay để lắng nghe tâu dân 198. về quả đất về quả đất thì có năm điều tâu đại dương nó tương tự với năm đức tính của sa môn hành như sau thứ nhất dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đàm, giải, nước mũi, đại tiểu tiện, dần dần. Quả đất cũng không hề khởi tâm thương hoặc ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Một vị sa môn nên học hành quả đất, dù ai khen chê, dù được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay mất danh, dù bị ai nguyền rủa phỉ bán, không vì vậy mà vị sa môn giấy tâm bất bình thương ghét dần dần. Thứ hai, quả đất không hề trang sức trang điểm cho mình, nhưng quả đất có đầy đủ ngọc ngà châu báu, đầy đủ tất cả vật thoa vật thơm. Một vị sa môn không nghĩ rằng mình có một cái ngã để trang điểm, một cái ngã để trang sức, nhưng quả thật vị sa môn luôn trang sức trang điểm cho mình những hương liệu quý báu được toát ra từ giới đức phẩm hạnh của mình. Thứ ba, quả đất hằng nâng đỡ, che chở cho quốc độ, xóm làng, châu quận, người vật, núi sông, cây cỏ, dạng loài, dân dân. Cũng vậy, vị sa môn phạm hạnh là người hằng siêng năng lập nơi nâng đỡ, che chở cho chúng sanh, giáo huấn chúng sanh nhắc nhở chúng sanh tinh tấn tu tập thiện pháp. Thứ tư, quả đất đầy đặt cả một khối, không chấp giá, không dở dạt, không rời từng mảnh. Tương tự như vậy, học giới của vị sa môn phải được đúc thành một khối thuần nhất, không thể bị khuyết phạm, bể lũng, chấp giá hoặc đứt rời ra từng điều được. Thứ năm, quả đất luôn luôn bình đẳng, không thiên vị, không hiềm hại ai mà cũng chẳng luyến ái chúng sanh nào. Cũng vậy, tâm vị sa môn cũng phải bình đẳng, không thiên vị, chẳng thương bên này ghét bên kia, thích chỗ này bất bình chỗ kia. Cận sư nữ Kula Subhada có nói, Trước đây, tôi có vọng động giết hại chúng sanh bằng dùi gậy hay bằng giáo mát tôi đeo tràng hoa, tôi thoa dược thơm và cảm thấy thỏa thích. Bây giờ học Phật, tâm tôi không còn bất bình sân hận, không còn ngã chấp luyến ái. Tâm của tôi giống như quả đất vậy, đúng là tâm của một bậc sa môn. 199. Về nước Đại Đức Na Tiên nói nước có năm điều cần phải được học hỏi đại dương còn nhớ chứ dân còn nhớ nhưng xin để đức cứ giảng cho cũng được Tô đại dương thứ nhất bản chất của nước vốn trong trẻo do nhiễm bẩn và trở nên đục dẫn. vị sa môn sống giữa thế gian cũng cần phải giữ tâm trong trẻo đừng vì lời nói hay đẹp mà vừa lòng Đừng vì lời nói xấu ác mà mất lòng. Thứ hai, tính nước thường mát mẻ, dịu hòa, bậc Sa môn phải biết giữ tâm nhu hòa, từ ái, mát mẻ đối với tất cả chúng sanh. Thứ ba, nước có công năng tẩy sạch, giặt rửa những dơ bẩn, vị Sa môn cũng hàng tẩy rửa những bất tịnh, xấu xa trong lòng mình y như thế. Thứ tư, Nước là nhu cầu thiết yếu duy trì sanh mạng của tất cả chúng sanh. Vì sa môn cũng phải là nơi cho chư thiên và loài người nương nhờ để duy trì phước mạng và tuệ mạng của họ. Thứ năm, nước hằng đem đến lợi ích, an vui cho người, vật, chim muôn, cây cỏ, từ việc ăn uống, giặt rửa, trồng hoa, quả, rau trái, vân dân. dân cho đến sông ngoài, suối khe, khí hậu, dân dân. Vị sa môn cũng phải biết dùng lời từ ái, tâm bi, tâm hỷ, thuyết pháp, sống đời tri túc, nhẹ nhàng, an tịnh, dân dân, để ban rãi sự sống trong lành, cao đẹp cho tất cả chúng sanh. Đúng như Đức Bồ Tát có lần nói với trời đế thích, Ngài là vị trời có nhiều quyền năng và quyền lực, nếu Ngài muốn thành tựu cho tôi một ước nguyện, thì tôi sẽ không mong ước nguyện ấy thành tựu cho mình, tốt đẹp cho mình. Tôi sẽ ước nguyện rằng, cầu cho tất cả chúng sanh biết thương yêu nhau, đừng ai quấy phá bất hại ai, đừng có chúng sanh này làm cho đau đớn chúng sanh khác, dù là tí chút. Đấy là tất cả năm điều về nước tàu đại dương. 200 Về lửa Về lửa cũng có 5 điều trong đại dương Thứ nhất, lửa có tính năng là đốt cháy Thiêu quỷ mọi vật không phân biệt sạch dơ, khô hoặc tươi Vị sa môn cũng cần phải dùng tuệ diệt Tuệ thiêu quỷ để đốt cháy tất cả phiền não bên trong và bên ngoài Cả chuyện vừa lòng lẫn cảnh nghịch ý Thứ hai, lửa không có lòng dạ thương xót cỏ rác gỗ mục hay hoa đẹp cây xanh nó đốt hết cũng vậy vị sa môn cũng không nên có lòng dạ thương tưởng đến các loại phiền não dù phiền não ấy thô thiển hay tế di, có sắc xấu hay sắc đẹp phải đốt hết không một loại trừ nào cả thứ ba lửa có tính năng đối đãi bế lạnh đối trị với lạnh ngăn sự lạnh cũng vậy vị sa môn cũng phải khởi lên sức lửa của tinh tấn để ngăn ngừa đối trị với phiền não thứ tư lửa tỏa nhiệt tỏa hơi nóng người ta có thể dùng lửa để nấu ăn để đốt vật dơ uế để sưởi ấm đem đến lợi ích cho nhiều người cũng vậy vị sa môn cũng phải biết lấy lửa nhiệt tình Lửa ấm áp ấy để đem đến lợi ích cho chư thiên và loài người. Thứ năm, lửa hàng chiếu sáng, soi rọi được những chỗ tối tâm. Cũng vậy, vị tỳ khư phải biết dùng trí tuệ, tuệ minh để chiếu rọi mọi ngõ ngách thâm u của vô minh, ái dục và tà kiến. Tương tự như lời Đức Phật dạy cho Rahula như sau. Này Rahula! Con hãy thường xuyên tham thiền về lửa, quán tưởng về lửa. Đến một lúc, tâm con sẽ giống như lửa. Khi ấy, các bất thiện pháp sẽ không còn đè nén bất hại tâm con được. 201. Về gió Về gió cũng có bốn điều cần phải học hỏi. Đại Đức hãy giảng tiếp cho nghe tột dần. Thứ nhất, gió mạnh làm cho cây gãy, lá rụng, đôi khi bật luôn cả gốc rễ. Vị sa môn cũng phải tu tập tạo sức gió mạnh, do định lực và tuệ lực để cành nhánh, lá, gốc rễ của những pháp hành của phiền não bị rơi rụng, bật gốc đi cũng y như thế. Thứ hai, gió thường ngao du đi khắp giữa hư không cũng vậy. Vị sa môn cũng phải để tâm tiến tu, phải đi khắp vào các cõi xuất thế gian. Thứ ba, gió thổi mang mùi hương hoa rừng thơm ngát đi nơi này nơi kia. Vị ẩn sĩ sa môn cũng phải mang hương hoa trong lành của giới, của giải thoát, tỏa đi khắp các cõi người và trời y như thế. Thứ tư, gió không có trụ xứ không lưu luyến chỗ ở thành thoát đi nơi này đến nơi kia không ai tìm ra dấu vết cũng vậy vị tỳ khưu không nên có chỗ ở không lưu luyến trụ xứ không quyến niệm ai không ràng buộc bởi ai thanh thản đi nơi này đến nơi kia không hề dính mắt đúng như lời đức tôn sư đã thuyết không có chỗ ở thì sẽ không có chuyện lưu luyến chỗ ở khi không có lưu luyến chỗ ở thì trần cấu phiền não sẽ không có đấy là cảnh giới của bậc mâu ni 202 về núi về núi cũng có năm điều tâu đại dương thứ nhất núi thường ở một chỗ không chuyển động không lay động không dời đổi dù gió to hay bão dữ vị sa môn cũng phải biết học núi, phải biết trụ tâm vững chắc, kiên định, không lay chuyển, không chấn động, không dời đổi giữa cõi thiện ác, phải trái, khổ vui, được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, giữa tham và sân, giữa đúng và sai, dần dân. Đúng như Đức Đại Bi đã thuyết, núi đầy đặc không trống bọng ở giữa, không hề di động hay chuyển động bậc trí tuệ cũng nên như thế phải đẩy đặt giới định tuệ không trống rỗng ở giữa khả dĩ an nhiên tự tại dần dần trước lời khen tiếng chê của cuộc đời thứ hai núi là bọc khối thuần nhất độc lập không thể dời núi đi đâu không thể dồn núi vào chung một quần cư không thể chất đóng núi lại tương tự thế vị sa môn không thể thay đổi di dời trí nguyện và phẩm hạnh không thể quần cư hỗn tạp chung với bất cứ ai dù là giới xuất gia hay là cư sĩ người đời thứ ba trên đỉnh núi không cây gì mọc được cũng vậy vị sa môn phải giữ tâm mình như đỉnh núi không thể cho bất kỳ hạt giống phiền não nào nảy mầm tăng trưởng được thứ tư đỉnh núi là chỗ cao nhất của ngọn núi bởi vậy hành giả cũng phải nên tu tập tiến hóa đến đỉnh cao của trí tuệ đúng như đức đạo sư đã thuyết bậc trí thức ở đời phải biết khắc phục sự dễ vui giải đãi buồn thả khi ấy mới có thể lên được trí tuệ đỉnh cao ở đấy sẽ không còn si mê ưu sầu nhìn xuống thế gian thì chúng sanh đang si mê ưu sầu dần dần, khổ đau không thể tả. Thứ năm, một ngọn núi cao thì không bao giờ tự làm mình trở thành bình địa. Cũng vậy, vị sa môn sống hạnh khước từ, xuất ly thế gian, không bao giờ để cho tâm mình đầm quá với thế gian, biến thành như thế gian. Tương tự thế, nàng cận sự nữ Subhada có nói rằng, phàm tình chúng sanh ở trong đời nếu được lợi thì kiêu mạn cuồng vọng nếu mất lợi thì ưu sầu thở than là sa môn chúng ta không như thế không bao giờ vì lợi lộc khen tặng mà để tâm trôi nổi theo thế gian thường tình tất cả đấy là năm chi về núi tàu đại dương 203. Về hư không Đại Đức Na Tiên nói Về hư không thì chắc Đại Dương còn nhớ chứ Dân còn nhớ Nó có năm điều là Thứ nhất Không ai nắm bắt được Thứ hai Là nơi dạo chơi của chư thiên Hoặc người có thần thông Thứ ba Không có chỗ ở Thứ tư Không cùng tột Thứ năm Trống rỗng Không ngăn ngại Đại Đức Na Tiên đáp Đúng vậy. Một vị tỳ khư với sa môn hạnh của mình cũng không để tâm cho phiền não nắm bắt. Phải dạo chơi ở chốn không bị ràng buộc bởi vô thường, khổ não, vô ngã. Lìa tất cả mọi cảnh giới, không trú vào một cõi nào. Tài tình danh lợi không dướng mắt. Phải có tâm vô lượng, giới vô lượng, tuệ vô lượng, không có mé bờ. Thứ năm, là tâm phải rỗng không, hoàn toàn không ngăn ngại trước mọi phe nhóm, thân quyến, lợi lộc dân dân. Tất cả năm điều ấy, đúng như Đức Đạo Sư đã dạy Rahula. Này Rahula, con nên thực hành tiến tu, làm thế nào cho tâm trở nên rỗng không, như hư không vậy?